Sáng hôm nay em cập việc clip một con cái bô xin mẫu Bombay chữa chữa 4 tháng chữa 3B 4 tháng mẫu tặng nhất mẫu độ nha anh chị. Đó, bò này thì chữa 3 cấp mình thùng lớn đòn dài, chân thẳng trụ, lưng thẳng trụ. Luôn một chùm. Đó, đã tách con. Thì bầu sữa lúc lắc luôn anh chị, qua đang thui chị tôi chà bá luôn. Bò này thì thịt cái cũng cỡ cấp 3 thịt rồi. Đó, thì anh chị gần xa thích con bò này thì liên hệ số điện thoại trao đổi trên màn hình. Đó, anh chị thấy biết hai kênh hai cho em được đăng ký chia sẻ, em cảm ơn nhiều.